Dạ thưa cả nhà, hôm nay con xin làm món tiếp theo, đó là món nấm ruột chay, gồm có là nấm hương. Sau khi con ngâm nước lạnh khoảng 3 tiếng, hoặc là nếu ngâm nước sôi thì trong vòng khoảng 30 phút. Sau đó con cho chân qua với nước nóng trên bếp, bỏ lửa thật riu riu trong vòng khoảng 10 phút, rồi đem ra cho vào cối giã nhỏ. Nấm càng giã nhỏ thì càng ngon, còn nếu như xay thì nó vụn và nó sẽ không dai. Giờ đây con kinh nghiệm thì hôm trước thì con xay nó bị sảm, giờ con giã nhỏ thì thấy có vẻ tươi và ngon hơn, giống như mình làm dâm bông bên bằng mặn đấy. Ngoài ra con có thêm hạt ngũ bản, chất nêm chay, một ít dầu hào và dầu lạc. Thì dầu lạc này con mua ở một người bạn, vì dầu lạc này ăn nó dẻo thơm chứ không phải như dầu xì dầu mình ăn thông thường, được tương thông thường. Một ít đường đường cát mía, cho con cho bếp nóng lên và cho một ít gừng để làm cho dậy mùi thơm. Ở đây tùy theo khẩu vị của mọi người, để con cho một ít đường vào cho đậm đà, và khi ăn thì nó vừa hài hòa. Một ít nước tương dầu lạc, một muỗng dầu hào, nửa muỗng ngũ bản. Rồi mình rang lên, đến khi nào mà nấm khô lại thì thôi. Thì con xin chia sẻ cái việc nấu cháy một tí. Con nhớ kinh luân hóa, miếng quả luân hồi, tạo phương tiện mới càng ngày càng yêu thêm món cháy rất là nhiều. Sau khi nghe kinh Nhân Quả Luân Hồi chia sẻ về bí quyết ăn chay và thực phẩm sạch, thì con đã tìm tất cả những thực phẩm sạch để nấu ăn, như những cái gia vị sạch đó, khi mình nấu thì mình có niềm tin gia đình mình sẽ có sức khỏe, không bị các cái hóa chất độc hại này mỗi mỗi ngày là tích trữ vào cơ thể. Để cái món này ngon thì cả nhà có thể thêm lá chanh sắc nhỏ vào sau khi rình rang gần xong. Ở đây con ngày hôm nay con quên mua lá chanh, con rang cách này để thể để lâu vào tủ lạnh ăn dần dần. Nhà việc ăn chay của con nó cũng đến rất là tự nhiên. Khi con nhìn thấy mọi người chia sẻ về kinh Địa Tạng thì con chép kinh và đọc kinh, thì con thấy trong kinh ngài dạy rất là kỹ về cái nhân quả của việc ăn mặn, cho nên là con giật mình khiếp sợ và muốn ăn chay. Mặc dù trước đó con rất là sợ ăn chay, bởi vì con ăn chay là con cảm thấy rất là ê bụng và rất là mau đói và rất là lạc lẽo, và chỉ mong trong đến ngày ăn mặn thôi. Con không biết cả nhà có ai như vậy không, nhưng mà con đã bị thời gian như vậy. Dạ, nhưng mà từ ngày con ăn uống bổ sung đầy đủ các cái vitamin và ăn uống có giờ khoa học, cũng như là uống thêm các cái loại sữa hạt, thì con thấy rất là tự tin về sức khỏe của mình, và cũng mong rằng gia đình mình có những món ăn nào ngon hoặc là lạ, hoặc là mình mới làm được thì mình chia sẻ lên để cộng đồng ăn chay ngày càng nhiều người biết đến, làm lợi ích cho mọi người, cũng như là bổ sung thêm thực phẩm thực đơn cho cả nhà để cùng nhau có lợi ích, và giúp cho mọi người biết ăn chay có sức khỏe thế nào. Con rất là tự tin về vấn đề ăn chay, bởi vì hàng ngày thì có nhiều người rất là khuyến khích về việc ăn chay, và những người bên cạnh thì đã xác minh là việc ăn chay rất là có lợi cho sức khỏe, chỉ mong là có thể ăn được hay không mà thôi, và không ai bài trừ như trước đây nữa. Thì đó là một vấn đề một việc mới trong quá trình ăn chay của con. Con cảm thấy việc nấu cháy rất là thú vị, mong cả nhà mình sẽ tiếp tục chia sẻ. Và một trong những bí quyết mà có học được ở cạnh mọi người, đó là khi mà làm món những món sợ nghe mùi hôi của nấm, thì con dùng gừng để mà luộc cùng với nấm, hoặc là lấy nước dừa, vắt dừa, hoặc là để dừa cho dừa vào. Khi luộc cùng thì cái mùi thơm đó nó sẽ át đi cái mùi hơi hơi nồng của nấm. Giờ đây là thành phẩm sau khi con làm xong món ruột nấm, có thể ăn kèm cơm sôi,
Buổi sáng rất là dễ ăn. Chúc cả nhà có một thêm món ăn ngon. Xin chào cả nhà, xin cảm ơn kênh Nhân Quả Luân Hồi ạ. Ha ha ha,